For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay. Khai trương phố Việt Nam đầu tiên ở Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai trương phố Việt Nam ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan là mô hình đầu tiên trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng tỉnh trưởng Udon Thani Wan Chai Kong Sajem cùng các quan chức địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, các hội người Việt sáng ngày 9 tháng 12 dự lễ khai trương phố Việt Nam, Việt Nam Thao ở tỉnh Udon Thani, theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là phố Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay. Lãnh đạo Việt Nam tin với sự ủng hộ từ chính quyền, Udon Thani, phố Việt Nam sẽ phát triển các hoạt động kinh doanh, văn hóa, du lịch và trở thành điểm đến của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, du khách Việt Nam và nước ngoài khi đến nước này. Phố Việt Nam được hình thành tại khu chợ Việt, trung tâm thành phố Udon Thani với gần như toàn bộ là người gốc Việt sinh sống và kinh doanh tại đây. Cộng đồng người Việt tại Udon Thani có khoảng 1.600 gia đình với khoảng 15.000 người, có đời sống kinh tế khá cao. Dự án phố Việt Nam nhận được tài trợ từ chính quyền Udon Thani, kiều bào tại Thái Lan cùng một số doanh nghiệp trong nước. Tỉnh trưởng Wan Chai đánh giá cộng đồng người Việt tại Udon Thani là thành phố quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông Wan Chai mô tả, phố Việt Nam là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Thái Lan và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang thăm chính thức Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhammad Normattha. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Wan Muhammad Normattha, Chủ tịch Thượng viện Pol Pot Wichicholai, Thủ tướng Srettha Thavisin và nhà vua Maha Vajiralongkorn. Việt Nam và Thái Lan đã nhất trí các phương hướng lớn nhằm phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hợp tác trên các lĩnh vực, hiện thực hóa chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027. Hai bên nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ và theo hướng cân bằng hơn, tạo thuận lợi và giảm rào cản thương mại, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Udon Thani có thể được coi là thủ phủ của người Thái gốc Việt với hơn 60.000 người. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, cộng đồng người Thái gốc Việt ở tỉnh hiện sống quây quần, đoàn kết, gắn bó và vẫn duy trì những nét văn hóa truyền thống của dân tộc và tinh thần hướng về quê hương đất nước. Bà con cũng đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nơi cư trú. Nhiều người hiện có địa vị cao trong xã hội sở tại. Nhưng điều này cho thấy, việc hình thành phố Việt Nam là sự phát triển tất yếu của cộng đồng người Thái gốc Việt tại tỉnh Udon Thani. Về hình thức, phố Việt Nam là dự án hợp tác giữa chính quyền tỉnh, chính quyền thành phố Udon Thani và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani. Trên thực tế, việc thúc đẩy xây dựng phố Việt Nam chính là sự gặp gỡ, hội tụ của các ý tưởng của chính quyền tỉnh, chính quyền thành phố Udon Thani, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cũng như mong muốn, nguyện vọng của bà con Việt Kiều tỉnh Udon Thani. Trong đó, truyền thống yêu nước, tinh thần hướng về quê hương đất nước chính là động lực thôi thúc bà con Việt quyết tâm hình thành phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật trong vòng 24 giờ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.